Sáng ngày 17 tháng 10, thông tin từ công ty xăng dầu Long An, Phó giám đốc công ty Trần Anh Tuấn vừa ký ban hành văn bản "Chấn chỉnh công tác quản lý và sử dụng camera giám sát của công ty". Thông báo khẳng định, camera giám sát là tài sản của công ty để giám sát giờ giấc làm việc, thực hiện nội quy lao động, hỗ trợ cho đảm bảo an ninh, an toàn tại các đơn vị. Cụ thể, các hình ảnh được lưu trữ trong camera giám sát được bảo quản như tài liệu nội bộ, việc khai thác trích xuất dữ liệu hình ảnh phải được cho phép của ban giám đốc công ty. Trước đó khoảng 20 giờ 12 phút ngày 14 tháng 10, tài xế điều khiển ô tô biển số 62A2723X chạy vào cây xăng Đông Sài Gòn thuộc hệ thống công ty xăng dầu Long An, gần đối diện với công viên Võ Tấn Đồ, thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa Long An để bơm xăng nhân viên ở đây từ trong bước ra mở nắp bình xăng sau đó bơm xăng theo yêu cầu của tài xế lúc xăng đã đủ tài xế không mở cửa mà chỉ kéo kính xuống rồi móc tờ giấy bạc ném ra nên xi măng trước mặt nhân viên bán hàng bất ngờ với hành động của vị tài xế người thanh niên bơm xăng đứng khựng lại một lúc lâu sau đó mới từ từ đi tới gần khom mình nhặt tờ tiền gần đầu ô tô dù vị khách xem thường nhưng anh cầm lên xếp vào sấp tiền rồi đi ra phía sau riêng tài xế xem như trả đủ tiền rồi nên cho xe chạy ra lộ nhiều nhân viên thuộc công ty xăng dầu cho rằng có thể do clip trước đó trích xuất tài xế ném tiền qua cửa kính xe từ camera của cây xăng đông sài gòn bị lộ ra ngoài từ đó lãnh đạo công ty chỉ đạo chấn trình sau vụ việc trên công ty xăng dầu long an yêu cầu các đơn vị cá nhân thuộc công ty không được phân quyền truy xuất sử dụng hệ thống camera khi có nhu cầu xem kiểm tra hình ảnh đã được lưu trữ trong hệ thống camera phải có văn bản hoặc gửi email đề nghị và được sự đồng ý của ban giám đốc Nghiêm cấm cán bộ, người lao động có hành vi sử dụng hình ảnh, video trích từ hệ thống camera giám sát của công ty khi chưa có sự đồng ý của lãnh đạo để đăng tải, chia sẻ hình ảnh trên các nền tảng thông tin mạng xã hội làm ảnh hưởng đến uy tín hoạt động kinh doanh của công ty. Lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai thực nghiệm lại hiện trường vụ tài xế xe tải nghi cố tình cắn qua người nạn nhân hai lần trên quốc lộ 51 vào cuối tháng 8 vừa qua cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai mới đây đã dựng lại hiện trường vụ tai nạn giao thông xảy ra trên quốc lộ 51. Đây là vụ tai nạn nghi do tài xế xe tải cố tình cán qua người nạn nhân hai lần, gây xôn xao dư luận. Theo thông tin ghi nhận, lực lượng chức năng đưa Đỗ Minh Tân, 28 tuổi, quê Bến Tre, cùng xe tải và xe máy của nạn nhân đến khu vực xảy ra tai nạn, phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa, để thực nghiệm lại hiện trường. Sự việc thu hút sự chú ý của nhiều người dân, khu vực dựng lại hiện trường được lực lượng công an phong tỏa để đảm bảo an ninh trật tự. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định xe tải BKS 71H01225 còn hạn kiểm định đến tháng 12 năm 2024. Trước đó, Công an thành phố Biên Hòa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Minh Tân để điều tra hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Vào trưa 28 tháng 8, Tân lái xe tải nói trên di chuyển trên quốc lộ 51 theo hướng Bà Rịa Vũng Tàu đi Đồng Nai. Khi đến đoạn đường Phước Tân, tài xế cho xe rẽ phải và va chạm với xe máy BKS 83P293691 do anh THG, 38 tuổi, quê Bình Dương chạy cùng chiều. Sau va chạm, Tân dừng xe lại vài giây rồi tiếp tục di chuyển cho xe cán qua người và xe máy của nạn nhân. Hậu quả, anh giờ tử vong tại chỗ. Toàn bộ sự việc được camera hành trình của tài xế lưu thông phía sau ghi lại. Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip từ camera ghi lại cảnh một nam sinh ở thành phố Uông Bí, Quảng Ninh bị tài xế ô tô đi vào đường một chiều đuổi đánh sau va chạm giao thông. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, chính quyền thành phố Uông Bí đã chỉ đạo các cơ quan chức năng liên quan vào cuộc xác minh vụ nam sinh bị tài xế ô tô đi vào đường một chiều đuổi đánh sau va chạm giao thông trên. Một lãnh đạo phường Quang Trung thành phố Uông Bí cho biết, Ủy ban nhân dân phường cũng đã nắm được sự việc, công an phường cũng đã có báo cáo bước đầu, hiện lực lượng chức năng đang xử lý làm rõ vụ việc. Theo thông tin ban đầu, vào hơn 17 giờ ngày 14 tháng 10, trên đường Bùi Thị Xuân, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, một nam học sinh đang điều khiển xe máy điện đúng phần đường của mình thì bất ngờ bị chiếc ô tô biển số 30K 9589 đi ngược chiều va chạm trực diện vụ va chạm bước đầu không nghiêm trọng không có thiệt hại lớn nhưng sau đó người điều khiển ô tô ngay lập tức mở cửa xe lao tới đuổi đánh nam sinh không những vậy do không kéo phanh tay trong lúc đuổi đánh học sinh nam tài xế còn để ô tô trôi kéo lê xe máy điện gây hư hỏng tài sản chiếc ô tô chỉ dừng lại khi bị một số vật dụng trên vỉa hè cả lại trên xe ô tô còn có một người phụ nữ bế con nhỏ sự việc xảy ra được camera và người dân ghi chụp ảnh lại và đăng tải trên mạng xã hội. Ngay sau khi clip đăng tải, nhiều tài khoản mạng xã hội đã bày tỏ bất bình với hành động của nam tài xế và đề nghị cơ quan chức năng sớm vào cuộc. Một nam YouTuber đi vào quán karaoke An Phú từng xảy ra vụ cháy làm 32 người tử vong để quay phim, hoàng hôn phát hiện nhiều bộ phận cơ thể người nên chạy xe về quê, sau đó trình báo công an. Trưa ngày 16 tháng 10, Công an tỉnh Bình Dương đang phối hợp cùng Công an thành phố Thuận An điều tra vụ việc. Đây là quán karaoke từng xảy ra vụ cháy làm 32 người chết, gây rúng động dư luận vào năm 2022. Theo điều tra ban đầu, ngày 15 tháng 10, một nam youtuber đi vào quán karaoke để quay phim đăng lên mạng. Một mình anh Tú vào trong quay video khi đi sâu vào khu vực bãi xe trước đây của quán, anh phát hiện một bàn tay người từ khuỷu tay đến bàn tay đang phân hủy cạnh thùng rác lớn màu xanh. Tại hố ga gần đó có phần đầu người nổi lên cũng đang phân hủy. Anh Tú sợ hãi chạy ra ngoài cùng người cháu về quê ngay, không báo cho công an địa phương. Tới trưa ngày 16 tháng 10, sau khi hoàn hồn thì anh này gọi điện trình báo công an phường An Phú. Ngay lập tức Công an có mặt kiểm tra hiện trường thì phát hiện các bộ phận gồm đầu và cánh tay rời nhau nằm gần thùng rác, còn phần thân ở hầm chứa nước phòng cháy chữa cháy đang trong quá trình phân hủy. Các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh Bình Dương đã có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân và xác minh danh tính của thi thể này. Hơn 2 năm trước, vào tối ngày 6 tháng 9 năm 2022, hỏa hoạn bùng lên tại karaoke An Phú. Lửa xuất phát từ lầu 2 rồi nhanh chóng lan nhanh toàn bộ quán, đang có khoảng 60 người gồm khách và nhân viên ở trong. Sau gần một ngày chữa cháy, cảnh sát tìm thấy 32 nạn nhân. Những người còn lại may mắn chạy thoát được hoặc được cứu, trong đó có 17 nạn nhân bị thương. Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương đưa ra xét xử, sơ thẩm 6 bị cáo liên quan đến vụ cháy karaoke An Phú, gồm Lê Anh Xuân, chủ quán, Vũ Trường Sơn, Phạm Quốc Hùng, cựu cảnh sát phòng cháy chữa cháy, bà Phạm Thị Hồng, cựu cảnh sát phòng cháy chữa cháy, Nguyễn Thành Luân, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thái Bình Anh về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy. Riêng Nguyễn Văn Võ, cựu cảnh sát phòng cháy chữa cháy bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Một cựu cán bộ công an khác có sai phạm nhưng đã chết nên cơ quan điều tra đình chỉ điều tra bị can. Phiên tòa dự kiến được xét xử trong 2 ngày nhưng do vắng một số đại diện của bị hại nên phải hoãn. Thời gian xét xử sẽ được tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương thông báo sau. Theo hồ sơ vụ án, ngày 16 tháng 4 năm 2024, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai nhận được tin trình báo của gia đình về việc chị TTBN, sinh năm 1987, ngụ tại KP6, phường Trung Dũng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai mất tích sau khi đưa con đi học tại trường tiểu học Trịnh Hoài Đức, thành phố Biên Hòa. Tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Công an thành phố Biên Hòa và các đơn vị nghiệp vụ phân công lực lượng nhanh chóng thực hiện các hoạt động điều tra xác minh. Qua xác minh các mối quan hệ, các hoạt động của chị N, cơ quan điều tra phát hiện sự mất tích của chị này có những dấu hiệu bất thường. Cụ thể, chị N có nhiều lần chuyển tiền cho một người đàn ông tên là Danh Sơn. Tiếp tục đi sâu tìm hiểu, trước đó chị N thường xuyên liên lạc với Sơn và đặc biệt vào ngày mất tích, ngày 13 tháng 4, chị có liên lạc với Sơn qua điện thoại. Từ dấu hiệu nghi vấn trên, lực lượng điều tra đã mời Danh Sơn, sinh năm 1988, ngụ tại ấp 3, xã Hiếu Liêm, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai là bác sĩ bệnh viện Đa khoa Đồng Nai lên làm việc. Tuy nhiên, do có sự chuẩn bị trước nên qua nhiều lần làm việc, Sơn khai không liên quan gì đến sự mất tích của chị N, liên tục quanh co chối tội đối phó với cơ quan công an. Đến ngày 26 tháng 4, phòng cảnh sát hình sự tiếp tục phối hợp với công an thành phố Biên Hòa triệu tập đối tượng Danh Sơn lên làm việc. Lần này, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo công an tỉnh Đồng Nai, lực lượng phá án sử dụng các biện pháp nghiệp vụ kết hợp với những tài liệu chứng cứ thu thập được khiến Sơn không thể chối cãi được nữa, đã khai nhận hành vi giết chị N. Khám xét nơi ở và nơi làm việc của Sơn, công an thu giữ một khẩu súng dạng rulo có 5 viên đạn và hai chiếc nhẫn nghi của nạn nhân. Kết quả điều tra ban đầu xác định, Danh Sơn và chị N có quan hệ tình cảm với nhau khoảng một năm, cả hai người đều đã có gia đình riêng. Gần đây, hai người thường xảy ra mâu thuẫn. Do lo sợ gia đình hai bên biết chuyện sẽ ảnh hưởng đến danh dự và công việc của cả hai người, vào ngày 13 tháng 4, khi chị N đến Bệnh viện Đồng Nai tìm Sơn để nói chuyện, tại phòng làm việc của Sơn, chị N nói mệt thì Sơn chuyển nước cho chị. Trong quá trình truyền nước, Sơn đã dùng thuốc an thần bơm vào bình truyền nước, vượt quá liều lượng cho phép nhiều lần với mục đích làm cho chị N tử vong. Sau khi bơm thuốc, xác định chị đã tử vong, Sơn dùng dao mổ và phân xác nạn nhân thành 3 phần, đem đi vứt trong khu công nghiệp Biên Hòa và xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu. Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, đối tượng dùng nhiều thủ đoạn tinh vi, có chuẩn bị kỹ trước khi gây án và đối phó với cơ quan công an. Sau khi gây án, đối tượng phi tang xác nạn nhân nhằm che giấu hành vi phạm tội công an tỉnh đồng nai đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với danh sơn để điều tra về tội giết người cướp tài sản